hai chị em gái luôn, hai chị em gái giống hệt nhau luôn coi nè, hai chị em gái đó đó. Sao làm quen với tôi hả? Làm quen với tôi hả? Rồi con của đứa nào hả? Con trong chuồng là của đứa nào? Của con đó đó. Vậy hả? Này là mẹ rồi, còn kia là mẹ lần nào chưa? Mẹ lứa rồi. À. Giờ sắp sửa lứa hai kìa. À. Trời ơi, cưng quá à. Có chuồng riêng luôn. Này, coi con của nó nè. Đó đó, tôi không có bắt đâu mà đi theo. Trời ơi, dữ. À. Sao? Mẹ không có thương hả? Đi theo tôi không? Đi theo nha. Trời ơi, bốn đứa luôn. Sao vậy? Hả? À, sao khóc dữ vậy hả? Mét cái gì? Sao? Sao nè? Muốn leo vô với con hay gì?